Tối ngày 30 tháng 5, ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp cho biết từ 0 giờ ngày 31 tháng 5, các lực lượng chức năng của quận như công an, quân sự, bảo vệ dân phố sẽ làm nhiệm vụ tổ chức các chốt kiểm soát giao thông tại các cửa ngõ ra vào quận. Kiểm soát ở đây không phải là ngăn cản giao thông mà kiểm soát để đảm bảo phương tiện qua lại là những phương tiện được phép theo chỉ thị 16/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Nếu phương tiện nào không phải phục vụ nhu cầu thiết yếu thì không được dừng đỗ trên địa bàn quận. Trả lời câu hỏi được dư luận quan tâm là người dân ở quận Gò Vấp có được sáng đi chiều về hay không. Ông Dũng cho biết theo tinh thần chỉ thị 16 và mục đích của giãn cách xã hội là để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn mà quận Gò Vấp là một trọng điểm nên người dân tạm thời ở nhà. Chỉ có người dân thuộc lĩnh vực quan trọng, thiết yếu như lực lượng vũ trang, y tế và lực lượng thực thi công vụ theo quy định thì được phép đi lại. Quận khuyến cáo người dân tạm thời giãn cách nhà này với nhà khác, chỉ di chuyển để thực hiện các nhu cầu cần thiết như mua nhu yếu phẩm, y tế, cấp cứu. Như vậy, cả công dân trên địa bàn quận Gò Vấp và công dân nơi khác làm việc trên địa bàn quận này trừ các trường hợp được cho phép theo chỉ thị 16 sẽ tạm nghỉ làm trong thời gian này.